Còn quý chú chị ơi, cái câu vô hàng mới vừa đến mọn của chú Linh. Không mà giờ là cô Diệu Hiền còn đẹp mà. Tắm nước à anh Phương ơi. Tắm mưa. Chừng tắm nước cái chân em. Thấy rồi. Cô coi chừng tắm nước thôi. Cái ống nước dưới rồi nè. Và hôm nào tụi con kéo nhau đến thăm cô Diệu Hiền. Ừ. Dứt tới tới xe gì cho. Chứ đi lên đây rồi có gì về cũng nhớ tụi con nữa. Chứ không phải không nhớ đâu. Cô đi con thăm bước xuống thuyền một phần. Cô đi xe lăn đi. Bây giờ là cô Diệu Hiền đi thăm bác Biển Châu. Cô gọi mà chú Biển Châu là như thế nào cô Diệu Hiền? Cô gọi là thầy. Thầy là thầy là gì? Thầy không phải là thầy Diễn Châu dạy cô, mà là thầy viết bài á. Dạ, thầy con giả đó. Giả. À, thì viết nhiều tuồng hay lắm, ra cô phải gọi bằng thầy. Tiếng phố, tiếng cây. Thì đó là đây cũng khoảng là mấy chục mét á. Đi về chứ nhớ tụi con lắm á. Dạ. Mấy cô mà có sức khỏe là cô lên hàng ngày luôn. Sắp tới rồi cô ơi. Tới đường Hòa Màu của là Sòn Giả, Diễn Châu của cái chú gì? Là tới mất năm 1923, sinh 1923 và mất năm 2016 nữa. Thầy ơi, em là Diệu Hiền, thầy đến em thăm thầy. Thầy là ráng phù hộ độ cho nghệ sĩ nhóm trẻ rồi nè thầy. Thầy hậu độ cho tụi nó có cái tâm nó ca để nó nối nghiệp tụi con, thì tụi con sẽ nằm xuống hết rồi tụi con sẽ tìm đi tìm thầy. Thầy nhớ nha, thầy hộ trì cho nhóm trẻ nha thầy, còn nhóm già thì thầy hộ trì cho có sức khỏe thôi. Nghe rất là xúc động luôn quý chú chị ạ. Cảm giúp mày ta hay lắm các con ơi. Đi. Em đi thầy hả? Em về nha thầy. Dạ rồi tụi con chúc cô nhiều sức khỏe cô Diệu Hiền ha. Cảm ơn tụi con. Mình ơn trên hộ cho các con khỏe khỏe rằng tụi con có rồi, thể hay gì, tụi con quay cái này cái kia gì đó cũng còn cái gì chứ. Dạ. Đây. Có hay gì đâu phải không? Cho cửa lên để lên tầng 6 mở được.
trước nè con. Ừ. Lóc nữa, đây đây đây. Cho con chụp với cô một tấm hình nha cô. Thấy đứa nào đâu? Dạ con này. Con đây. Không nhìn bên đây coi. Cho tới em. Vô đồng đồng đây, vô đồng đồng rồi. Hai áo tím luôn nè. Hai áo tím. Hai áo tím luôn. Hai áo tím một áo đen. Hai áo tím một áo đen. Rồi giờ tới con shipper. Này hai áo shipper vô luôn. Hai áo shipper vô luôn. Có nút chụp hình đó nè. Hai áo shipper vô luôn. Vô đi vô. Dạ. Chụp lên em quá, ổn tay không? Rồi, ok. Dọn, cảm ơn cô. Chụp lên anh không? Cảm ơn ai muốn chụp với cô thì chụp theo quý cô chú anh chị. Đó, đây là hình ảnh của cô Diệu Hiền đến thắp ba nén hương cho chú Vũ Linh xong rồi đến mộ của Sòn Giả Diễn Châu của chú chú anh chị. Chụp ngon kìa. Vô chụp đi, vô chụp đi. À. Con hơi chụp cái này của nó nè, rồi lát nó bắn qua cho con. Dạ, đây đây con chụp của con. Em có luôn hả? Sao bấm có cần bấm gì không? Bấm đi cho hẹn giờ nó hết rồi nó tự nhận. Bấm một giờ. Nhưng mà anh nhớ lưu nha. Có cái dấu mũi tên nhớ lưu. Lưu cái còn lưu cái nữa 4 5 4 3 2 1 cái lưu nữa. Ở chỉnh qua chế độ qua cái gì B612. Chứ phải lưu được. Thôi sao? Rồi sao? Có gì hiền lên xe con nha. Nó đỡ nó. Chỉnh qua chế độ đẹp nó chịu chưa? Cô lên xe uống chú chị ơi. Dạ. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Mở cửa rộng ra, mở ra miếng nữa rộng rộng ra. Rồi nó hết rồi, nó đi đó. Con chúc cô được bình an, mạnh khỏe, giàu giàu, rất là sức khỏe. Rồi bye bye cô. Quý cô chú anh chị ơi, cô Diệu Hiền đi đẩy xe từ ở mộ của chú Vũ Linh về đây quý cô chú anh chị. Giờ những cái hình ảnh mà thân thương của cô, thật sự luôn cô rất là quý. Chú Vũ Linh xong rồi cũng vẫn còn nhớ đến là người thầy biết bài quý cô chú chị ơi. Cô gọi là cô nói là người thầy biết bài để là cho tất cả các nghệ sĩ hát đó quý cô chú chị. Mà cô cái tâm sự với chú thật là xúc động luôn ha. Gì lần cuối cùng cô luôn thì cô cũng biết sức khỏe đó cô. Kêu cậu thì ở đây cái kim hồi nãy cô anh vừa tới thì thấy là cô từ ở trong mộ của chú Vũ Linh đi ra rồi ha. Thì nãy cô có chia sẻ về cái điều gì không tại mộ của chú không em? Thì cô chỉ nói là đây là cuối thôi. Đó. Đây là cuối ha. Quay lại kìa. Còn quay lại nữa hả? Còn quay lại quý chú chị ơi. Cô còn đang quay lại. Chắc là còn quay gì nữa đó. Quay lại nữa quý chú. Còn quay lại. Còn quay lại của chú chị. Thở
sao cô đang đỡ gì ta? À, đợi cháu của cô vô thắp hương quý chú chị ơi. Còn gì cô thì đang ở trên đây ha. À, quý chú anh chị có thể thấy là những hình ảnh thân thương của cô Diệu Huyền đến mộ của chú Du Linh thắp hương xong rồi lại đến mộ của người thầy của mình. Ồ, người cháu đến đây để là quay những cái cảnh tại mộ của chú buổi sáng ha quý cô chú anh chị, là sẽ ra xe về thôi. Cháu giúp cô. Quay những xung quanh đó quý cô chú anh chị, những cái hình ảnh tại mộ của cậu rất là đẹp luôn ha quý cô chú anh chị. Đây người cháu cũng đang ấy rồi, thì sau khi quay xong thì sẽ ra về đó quý cô chú anh chị, quay những cái cảnh lại có thể là làm phim đó quý cô chú anh chị, quay bằng cái Google, biết quay bằng cái Google gì ha quý cô chú anh chị ơi. Qua thì video đến đây thì Duy Minh cũng sẽ kết thúc rồi quý cô chú anh chị ơi. Thì cô thì ở trên xe rồi, đang đợi cháu quay những cái cảnh nữa sẽ về quý cô chú anh chị. Có ba cái quạt mới luôn nè. Giúp cô thì không phải là cháu anh ơi. Giúp cho. Làm kỷ niệm sau này. Thì video đến đây Duy Minh cũng xin kết thúc rồi quý cô chú anh chị. Bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký hay ủng hộ kênh ha. Xin chào bà con, hẹn bà con là một cái video tiếp theo ạ. Chào bà con ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người mới.